Ok, anh em nhìn này, 1, 2, 3, 4, một lần nữa thôi là mình maximum bên dưới đi. Ôi, 12 triệu, 12 triệu luôn anh em ạ, 12 triệu luôn anh em ơi, 12 triệu luôn anh em ơi. Alo, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì mình sẽ chơi và kiếm tiền trên con game Big Boss anh em nhé. Hôm nay thì quay vào quay slot bóng đá anh em ơi, lỗ hổ anh em ơi, bạn nào mà không tính toán nhiều ấy thì mình nghĩ là quay slot bóng đá sẽ là một cái lựa chọn khá ok. Thì đầu tiên là mình sẽ test vốn nhỏ đã, quay hàng tầm 3-4 lần mà không được gì, bắt đầu là mình sẽ tăng tiền anh em nhá, phát nữa đi. Rồi ok, rồi tăng tiền được rồi này anh em ơi, làm phát 500k đi, bấm auto đi nào. Một phát chưa được gì này, mới đáng lòng. Rồi lên quả hũ rồi, khi mà được hũ rồi anh em cứ bấm bỏ auto ra anh em nhá. Rồi phát này được 1.550.000 nào, tiếp tục này. Ui ôi, Đặng Văn Lâm ở đây thì ngon này, tuyệt vời, không ra Đặng Văn Lâm anh em ạ. À, vẫn tiếp tục anh em nhé. Rồi làm quả quýt này, thông thái ngay anh em ạ. À, thông thái ngay, phát này 1.200.000, không lên combo anh em ạ. À, không lên combo, cái trò này phải lên combo càng nhiều thì càng ok anh em ạ. À, rồi phát này được 1.600.000 này, lên combo đi. Rồi combo rồi, x2 rồi anh em ạ. À, lên 2.200.000 rồi, mình bấm nhả dừng thôi. Ui vừa mới nói xong kìa, mới được combo hai, mới được 2.200.000 rồi đã dừng rồi. Vẫn tiếp tục anh em ạ. À, bấm nhả thôi, được gì, hơi xui một lần này, hai lần rồi. Rồi ok, khi mà anh em trúng anh em phải bỏ con auto anh em nhé. Phát này được 2.000.000 này, lên có mỗi x2 2.200.000 luôn. Tiếp tục nữa anh em nhé, lên 2.400.000 luôn anh em ạ. À, có mỗi x3, ủa không được gì luôn kìa, lên 6.228.000 kìa, càng quá. Ui ai được, ngon 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 ngon. Ui ôi, một đôi giày, hai đôi giày, có đấy ba đôi giày, có đôi giày ở đây nữa thì thôi maximum luôn anh em ạ. À, không ra đôi giày nữa chứ đấy. Ok, ôi bà kèo đấu ít quá, 100k cân đấu nữa kìa, lên tiếp nào. Hơi xui xui xui, đi nhỏ tiền lại, đi nhỏ tiền lại, mình đang thấy kiểu đen 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 rồi đấy. Đấy biết ngay mà không được cái gì này, biết ngay phát nữa ba kèo đấu này, đen quá anh em ạ. À, rồi ok, vẫn tiếp tục anh em nhé. Rồi phát này được 100k luôn à, bình chưa linh thế nhỉ. Ui ôi, phát này được 160k này, bình chưa linh thật anh em ạ. À, lên nào. Rồi ui ôi, tăng tiền quả này thì đúng là lên quả hũ tuyệt vời này. Thôi nhưng không sao, mình quay nhỏ lẻ mà anh em. Ui ôi, 145k kìa, ngon anh cánh đào. Cứ để anh em ạ, mấy phát chưa được gì thì cứ để đó từ từ đã. Rồi ok, rồi tăng tiền phát nữa anh em nhé, 500k này, lên này. Rồi phát này chưa được gì này. Ui rồi, ui rồi, ui rồi, cái gì này, cái gì này. Rồi tiếp tục bỏ auto luôn anh em ạ, 1.650k. Ui rồi, không lên combo cho tôi như này, tiếc thế, tiếc thế, không lên combo cho tôi kìa. Ok, S cutter rồi anh em, S cutter rồi, S cutter rồi, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Ok anh em nhá. Rồi nào, lên nào. Phát đầu tiên, ngon lành cánh đào, 250k, tuyệt vời, xuất bên dưới này đi. Tuyệt vời, bình chi linh luôn. Đó, ok, phát này mình xuất bên trên đi, xem có được cái gì không. Ok, x3 rồi anh em ạ, x3 rồi, bây giờ có khi xuất bên dưới này. Ok, anh em nhìn này, 1, 2, 3, 4, một lần nữa thôi là mình maximum bên dưới đi. Ôi, ui 12 triệu, 12 triệu luôn anh em ạ, à, 12 triệu luôn anh em ơi, 12 triệu luôn anh em ơi, lên quả hũ 12 triệu anh em ạ. À, tuyệt vời mặt trời, dừng thôi anh em ơi. Ok anh em nhá, đấy, làm quả hũ lên 12 triệu luôn anh em ạ. À, tình cảm mình sẽ rút tiền ra tầm là 3 triệu anh em ơi. Thực sự là quá là bánh cuốn anh em ạ. À, rồi ok, ui vừa nãy mình rút ra 2.500.000 thì bây giờ mình đợi mình rút tiếp xong mình sẽ rút anh em nhé. Và video đến nay của mình là kết thúc, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo, và đừng quên bấm like share kênh YouTube để ủng hộ mình nhiều hơn anh em nhé. Ăn được quả hũ 12 triệu tuyệt vời mặt rồi, xin chào và hẹn gặp lại, bye bye anh em.